Xin chào các em, trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học về cách giải phương trình thuần nhất. Trước hết thì chúng ta sẽ nhắc lại cái khái niệm phương trình thuần nhất và chúng ta sẽ xây dựng cái công thức để giải cái phương trình này. Thứ nhất là phương trình thuần nhất là phương trình có dạng. Ở đây thì với chương trình cơ bản chúng ta thường quan tâm đến cái phương trình thuần nhất cấp 2 thôi. Các em có thể thấy rằng là số mũ của sin đây là 2, số mũ sin 1, cos 1, như vậy là tổng số mũ là 2 và đây là 2. Và ta thấy rằng là tổng số mũ của sin và cos trong từng số hàng thì đều bằng nhau và bằng 2, nên cái phương trình này ta gọi là phương trình thuần nhất cấp 2. Và trong chương trình của chúng ta thì thường là cái sách giáo khoa thì trình bày về phương trình thuần nhất cấp 2. Tất nhiên thì khi mà chúng ta thi cử thì có thể là người ta đưa ra những cái bài mở rộng thêm, chẳng hạn như là phương trình thuần nhất cấp 3. Thì ở đây chúng ta sẽ tập trung vào cái cách giải phương trình thuần nhất cấp 2. Phương trình thuần nhất cấp 2 thì chúng ta thấy rằng là nó là đồng bậc đối với là sin cos, và với những cái biểu thức đồng bậc đó, thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta chia cả hai về cho cos mũ n hoặc là sin mũ n thì chúng ta sẽ đưa về được phương trình tan hoặc là cotan. Và với tình huống này thì chúng ta sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi cos bằng 0 thì phương trình sẽ tương đương với là sin bằng 0, mà sin bình cộng cos bình thì luôn luôn bằng 1, do đó thì không thể xảy ra trường hợp là cả sin và cos đều bằng 0. Một trường hợp thứ hai đó là cos khác 0. Cos khác 0 thì chúng ta sẽ chia cả hai vế cho cos bình phương, và khi đó thì chúng ta sẽ có được điều sau đây: a sin bình trên cos bình cộng với b sin x cos x chia cho cos bình cộng với c cos bình trên cos bình bằng 0. Vậy chúng ta có phương trình là a tan bình cộng với b tan cộng với c bằng 0. Các em có thể thấy rằng đây là một cái phương trình bậc 2 đối với tan x, mà phương trình bậc 2 thì quen thuộc đối với chúng ta rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xét các cái ví dụ. Chúng ta xét ví dụ thứ nhất là hãy giải phương trình sin bình x trừ 3 sin x cos x cộng với 2 cos bình x bằng 0. Các em thấy rằng là số mũ sin đây là 2, số mũ sin đây 1, cos 1, như vậy tổng lại 2, cos bình số mũ cũng là 2. Và như vậy đây chính là cái phương trình thuần nhất cấp 2. Và với phương trình này thì chúng ta sẽ có một cái nhận xét, đó là nếu như cos bằng 0 thì từ phương trình thì chúng ta có là sin bằng 0. Và điều này thì vô lý, bởi vì là sin bình cộng cos bình luôn luôn bằng 1, còn trong trường hợp này thì sin bình cộng cos bình bằng 0. Thì thứ hai, với cos khác 0 thì chúng ta chia hai vế cho cos bình. Vậy chúng ta sẽ có được là chúng ta sẽ có được là sin bình phương trên cos bình phương trừ 3 sin x cos x trên cho cos bình phương cộng với 2 lần cos bình phương trên cos bình phương bằng 0.
Và điều này tương đương với tan bình phương x trừ 3 tan x cộng 2 bằng 0. Phương trình bậc 2 đối với tan này có dạng là A cộng B cộng C bằng 0, nên có một nghĩa là tan bằng 1 và một nghĩa là tan bằng 2. Với tan bằng 1 thì các em chỉ là x bằng pi trên 4 cộng với k pi. Còn tan bằng 2 thì chúng ta có x bằng up tan 2 cộng với k pi, trong đó là k thuộc về. Ở đây thì các em chú ý rằng là up tan 2 thì nó chẳng qua là một cái góc mà có tan bằng 2. Chúng ta xét sang ví dụ thứ 2 là giải phương trình sin bình phương 2x trừ sin 2x cos 2x trừ 2 cos bình phương 2x bằng 0. Khi quan sát phương trình này thì các em thấy rằng đây cũng là một cái phương trình thuần nhất đối với sin 2x và cos 2x, và cái định hướng giải của chúng ta cũng sẽ là chia cho cos bình phương của 2x. Vậy chúng ta thấy rằng là nếu cos 2x bằng 0 thì từ phương trình chúng ta có sin 2x bằng 0 thì vô lý. Và nếu cos 2x khác 0 thì chúng ta chia cả hai vế cho cos bình phương 2x thì chúng ta sẽ được là tan bình 2x trừ cho tan 2x trừ 2 bằng 0. Và phương trình bậc 2 này các em thấy là có dạng A trừ B cộng C bằng 0, do đó có một nghiệm là tan 2x bằng âm 1 hoặc là tan 2x bằng âm C trên A, tức là 2. Mà tan bằng âm 1 thì chúng ta có góc bằng trừ pi trên 4 cộng k pi. Còn tan bằng 2 thì chúng ta có là áp tan của 2 cộng với k pi. Vậy chúng ta có x bằng trừ pi trên 8 cộng k pi trên 2, x bằng 1 phần 2 áp tan của 2 cộng với k pi trên 2, k thuộc z. Chúng ta xét sang ví dụ thứ 3, giải phương trình sin bình x trừ 2 sin 2x cộng 3 cos bình x bằng 0. Ở đây thì chúng ta thấy là có sin bình, có cos bình, nhưng mà có một cái biểu thức là sin 2x. Và chúng ta nhớ lại công thức nhân đôi thì sin 2x thì bằng 2 lần sin x cos x. Và như vậy thì chúng ta có sin bình x này, 2 sin x, 2 sin 2x thì chính là bằng 4 lần sin x cos x cộng với 3 cos bình phương bằng 0. Các em thể thấy rằng là cos bằng 0 á, thì từ phương trình thì chúng ta có là sin bằng 0. Điều này thì vô lý. Còn với cos khác 0 thì chia hai vế cho cos bình thì chúng ta sẽ có được là tan bình phương trừ cho 4 tan x cộng 3 bằng 0. Phương trình này thì là một phương trình bậc 2 có tổng các hệ số bằng 0, nên có một nghiệm bằng 1 và nghiệm kia là bằng C trên A. Và tan bằng 1 thì chúng ta có là x bằng pi trên 4 cộng với k pi. Còn tan bằng 3 thì chúng ta có x sờ bằng áp tan của 3 cộng với k pi, trong đó là k thuộc z. Như vậy thì trong bài toán này thì các em chú ý rằng là
những cái biểu thức mà có sin 2x thì chúng ta và trong phương trình có sin bình cos bình thì chúng ta sẽ biến đổi sin 2x thành 2 sin x cos x. Đó là cái công thức nhân đôi mà chúng ta đã được học trong phần công thức hiện giác.